Hello and welcome back to the new English program for grade 11. My name is Vũ Tiến and I'm very happy to be here with you. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình tiếng Anh mới dành cho học sinh lớp 11. Thầy tên là Vũ Tiến và thầy rất vui được có mặt tại đây cùng các em. Today we're gonna continue with Unit 5, Being Part of Asia. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với Unit số 5, tức là một phần của ASEAN. Và this is Lesson 2 of Unit 5. Và đây sẽ là bài giảng số 2 của Unit 5. Nội dung của bài giảng số 2 này như sau. Đầu tiên chúng ta có phần pronunciation, là phần phát âm. Thì thầy hôm nay chúng ta sẽ học về falling and rising intonation, tức là ngữ điệu lên và ngữ điệu xuống, lên giọng và xuống giọng. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một chút về cái phần phát âm này. Sau khi mà học xong phần phát âm thì chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking. Speaking tức là phần nói, thì thầy sẽ giúp các em luyện tập cái khả năng nói. Và hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là nói về một cái về những cái đất nước thành viên của ASEAN. Đó. Kết thúc phần nói thì chúng ta có phần kiến thức cuối cùng của lesson 2, đó là phần listening, phần nghe. Trong phần này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em nghe những cái ý chính đó, và những cái thông tin quan trọng về cái đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Đó, đây là tất cả những kiến thức chúng ta sẽ học trong lesson 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào phần kiến thức số 1 của bài giảng. Đó là phần pronunciation, phát âm. Trong phần phát âm này thì chúng ta có một số lý thuyết cần lưu ý như sau. Đầu tiên, cái điều dòng thứ nhất là gì? Intonation is the rise and fall of a speaker's voice and is important in communication. Tức là ngữ điệu ấy, thì là cái sự lên và xuống của giọng nói một người. Và nó quan trọng trong giao tiếp. Vì ngữ điệu lên xuống nó thể hiện cái ý mà cái người nói muốn truyền đạt, nên là nó rất là quan trọng trong giao tiếp. Đó. Đây là cái dòng thứ nhất. Ngữ điệu là cái sự lên giọng và xuống giọng của giọng nói một người, và nó quan trọng trong giao tiếp. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái gạch đầu dòng thứ hai nhé. Speakers usually use falling intonation at the end of statements. Đó. Falling intonation communicates certainty and finality. Những người nói thì thường sử dụng cái ngữ điệu đi xuống ở cuối của những câu khẳng định. Đó. Statements là những câu khẳng định. Ngữ điệu đi xuống thì thể hiện cái sự chắc chắn và quyết đoán. Đó. Finality là cái sự quyết đoán, còn certainty là cái sự chắc chắn. Ngữ điệu đi xuống thì thường được sử dụng ở cuối những câu khẳng định, và nó thể hiện cái sự chắc chắn và cái sự quyết đoán. Ví dụ, đây là một câu ví dụ nhé. Nam lives in Hà Nội. Nam sống ở Hà Nội. Đây là một câu khẳng định. Người nói muốn tuyên bố một cách chắc chắn rằng cái bạn Nam này hoặc là cái người tên là Nam này sống ở Hà Nội, không có hề có một cái chút nghi ngờ nào cả. Nam lives in Hanoi. Đó. Đây là ví dụ của cái gạch đầu dòng số 2. Ngữ điệu đi xuống được sử dụng trong những câu khẳng định, những câu tuyên bố một cách chắc chắn. Nam lives in Hanoi. Ngữ điệu đi xuống. Đó. Đây chúng ta có một cái gạch đầu dòng thứ 3. Gạch đầu dòng cuối cùng trong phần lý thuyết của cái phần phát âm này. Speakers often use rising intonation at the end of yes-no questions. Tức là gì? Người nói thường sử dụng ngữ điệu đi lên, tức là ngữ điệu lên giọng ấy, ở cuối những câu hỏi đúng hay sai. Và rising intonation can signal uncertainty and doubt. Tức là cái ngữ điệu đi lên có thể dùng để ám chỉ cái sự không chắc chắn và nghi ngờ. Đó. Uncertainty là sự không chắc chắn, còn doubt là nghi ngờ. Ngữ điệu lên giọng, ngữ điệu đi lên thể hiện cái sự không chắc chắn và cái sự nghi ngờ trong người nói. Đó. Đây là một câu ví dụ của ngữ điệu đi lên nhé. Does Nam live in Hanoi? Đây là một câu hỏi, và cái người hỏi, cái người nói này, người ta không chắc chắn rằng cái người tên là Nam này sống ở Hà Nội, nên người ta hỏi với ngữ điệu đi lên.
Does Nam live in Hanoi? Đó. Nam sống ở Hà Nội à? Đó. Đây là tất cả những lý thuyết của cái phần phát âm. Thầy xin nhắc lại một lần nhé. Ngữ điệu thì là cái sự lên và xuống của giọng người nói, và nó rất quan trọng trong giao tiếp. Đó. Còn ngữ điệu đi xuống, tức là falling intonation, thì được sử dụng ở cuối những cái câu khẳng định, và nó thể hiện cái sự chắc chắn và quyết đoán. Còn ngữ điệu đi lên, tức là sự lên giọng, thì thường được sử dụng ở cuối những câu hỏi đúng hay sai, tức là yes no questions, và nó, tức là ngữ điệu đi lên, nó thể hiện cái sự không chắc chắn và sự nghi ngờ. Nó thường được dùng trong những câu hỏi. Đó. Đây là tất cả phần lý thuyết. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài luyện tập. Đó. Bài luyện tập thứ nhất của cái phần phát âm này. Exercise 1. Listen and repeat. Tức là đề bài yêu cầu chúng ta là hãy nghe cái bản ghi âm của exercise 1 và rồi lặp lại. Bây giờ các em hãy cùng nhau nghe cái bản ghi âm của bài luyện tập này nhé. Unit 5. Language. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat. 1. Noi is a boy from Laos. 2. Is Noon a girl from Thailand? 3. Hanoi is Vietnam's capital city. 4. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? 5. Vietnam gained its independence in 1945. 6. Was ASEAN formed on the 8th of August 1967? Vừa xong thì thầy đã cho các em nghe cái bản ghi âm của exercise 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lặp lại những cái câu này nhé. Câu số 1 này, các em có thể thấy đây là một câu khẳng định bởi vì nó không có dấu chấm hỏi ở cuối. Bởi vì nó là câu khẳng định thì chúng ta sẽ phải dùng ngữ điệu đi như thế nào? Ngữ điệu đi xuống, đấy, như trong phần lý thuyết thầy vừa giảng rồi đấy. Trong các câu khẳng định, những câu tuyên bố thì chúng ta sẽ sử dụng ngữ điệu đi xuống ở cuối câu. Và do đó câu này chúng ta sẽ phải đọc như sau. Noi is a boy from Laos. Đó, chúng ta sử dụng ngữ điệu đi xuống. Noi is a boy from Laos. Noi là một cậu bé đến từ nước Lào. Đây là câu thứ nhất. Câu số 2. Đây, các em chú ý, đây là có dấu chấm hỏi đúng không? Đây là một câu hỏi, nó thể hiện cái sự nghi ngờ, sự không chắc chắn của người nói. Nên, làm sao? Chúng ta sẽ phải sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Và do đó chúng ta sẽ phải nói như sau. Is Noon a girl from Thailand? Đó. Is Noon a girl from Thailand? Noon là một cô gái đến từ Thái Lan. À, chúng ta sẽ phải lên giọng ở cái từ Thái Lan. Đó. Is Noon a girl from Thailand? Đó. Chúng ta lên giọng ở cái từ land. Noon là một cô gái đến từ nước Thái Lan. À. Rồi, đến câu số 3 nhé. Hà Nội thì là thủ đô của nước Việt Nam. Ở đây, chúng ta thấy đây là một câu khẳng định này, nó không có dấu chấm hỏi. Nên chúng ta sẽ phải sử dụng ngữ điệu đi xuống ở cuối câu. Và chúng ta sẽ nói như sau. Hà Nội is Vietnam's capital city. Đấy, chúng ta sử dụng ngữ điệu đi xuống. City. Hà Nội is Vietnam's capital city. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Đó là câu số 3 nhé. Chúng ta lại chuyển sang câu số 4 này. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam à? Đây là một câu hỏi yes no. Đúng hay sai đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam đúng không? Đây là câu hỏi yes hoặc no. Chỉ có thể trả lời là đúng hoặc là sai. Nên chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Và do đó câu này sẽ phải đọc như sau. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? Đó. Is Ho Chi Minh City the largest city in Vietnam? Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất ở Việt Nam à? Ngữ điệu đi lên ở chữ Nam. Rồi. Đến câu số 5 nhá. Chúng ta chuyển sang câu số 5.
Việt Nam giành được độc lập vào năm 1945. Đây là một câu khẳng định này, một câu tuyên bố một cách chắc chắn, không hề có sự nghi ngờ gì, đúng không? Nên chúng ta sẽ phải sử dụng ngữ liệu đi xuống ở cuối câu và chúng ta sẽ đọc nó như sau: Việt Nam gained its independence in 1945. Việt Nam gained its independence in 1945. Chúng ta sử dụng ngữ liệu đi xuống 45. Việt Nam đã giành được độc lập vào năm 1945. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng của exercise 1, câu số 6 nhé. ASEAN đã được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. À, đúng không? Đây là câu hỏi gì? Câu hỏi đúng hay sai? Bởi vì câu trả lời của nó chỉ có thể là gì? Đúng hoặc là sai. Yes, no question. Do đó, chúng ta sẽ lại phải sử dụng gì? Ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Đó, với câu hỏi đúng hay sai, chúng ta sẽ sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Và câu này sẽ phải đọc như sau. Was ASEAN formed on the 8th of August 1967? Đó. Was ASEAN formed on the 8th of August 1967? Seven. Seven. ASEAN đã được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. À, đây là câu cuối cùng. Đó. Thầy đã giúp các em xác định ngữ điệu của 6 câu và đã đọc mẫu cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài luyện tập số 2 của phần phát âm nhé. Exercise 2. Yêu cầu của exercise 2 này sau: Listen and repeat with the correct intonation. Nghe và lặp lại với ngữ điệu đúng. Đó. Chúng ta lại phải áp dụng những kiến thức chúng ta vừa học. Bây giờ các em hãy cùng nhau nghe các câu này nhé. Unit 5. Language. Pronunciation. Activity 2. Listen and repeat with the correct intonation. Then, practice saying the sentences with a partner. 1. Mai applied for the Singapore scholarship. 2. Is Tom looking for information about ASEAN? 3. Jane was invited to stay with a local family in Laos. 4. Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? 5. Kwong took many pictures of beautiful coral reefs in the Philippines. 6. Brunei joined ASEAN as its sixth member in 1984. Rồi, vừa xong thầy đã cho các em nghe cái phần ghi âm của exercise 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xác định xem các câu này là ngữ điệu thế nào và chúng ta hãy cùng nhau đọc lại như thế theo như là cái phần ghi âm. Câu số 1 này: Mai thì đã làm sao? Nộp đơn xin cái học bổng Singapore. Đây là một câu khẳng định này, không có dấu chấm hỏi này. Là một câu khẳng định thì chúng ta lại thế nào? Sử dụng ngữ liệu đi xuống ở cuối câu. Và chúng ta sẽ đọc câu này như sau: Mai applied for the Singapore scholarship. Mai applied for the Singapore scholarship. Mai đã xin học bổng Singapore. Rồi, đến câu số 2 nhé. Tom đang tìm kiếm thông tin về ASEAN à? Đúng không? Tom đang tìm kiếm thông tin về ASEAN phải không? Đây là một câu gì? Câu hỏi đúng hay sai? Yes, no question mà. Bởi vì câu trả lời sẽ phải là yes or no. Nên chúng ta sẽ phải làm sao? Sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Và chúng ta sẽ đọc nó sau. Is Tom looking for information about ASEAN? Is Tom looking for information about ASEAN? Tom đang tìm kiếm thông tin về ASEAN à? Câu số 3 nhé. Jane đã được mời ở cùng một cái gia đình địa phương ở Lào. Jane đã được mời ở cùng một cái gia đình địa phương ở Lào. Và đấy, các em thấy nó không có dấu chấm hỏi. Đây là một câu thuần túy là câu khẳng định thôi. Và chúng ta sẽ phải làm sao? Sử dụng ngữ liệu đi xuống.
Jane was invited to stay with a local family in Laos. Jane was invited to stay with a local family in Laos. Jane đã được mời ở đến ở cùng một cái gia đình địa phương ở Lào. Chúng ta chuyển sang câu số 5. Sorry các em, câu số 4. Câu này là gì? Kevin muốn có một cái chuyến đi đến hòn đảo Bali ở Indonesia, phải không? Kevin muốn có một chuyến đi chơi đến hòn đảo Bali ở Indonesia, phải không? Và do có cái câu trong câu hỏi này có từ phải không nên nó chính là câu hỏi gì? Yes, no question, đúng hay sai? Đó. Do đó, chúng ta sẽ phải làm sao? Sử dụng ngữ điệu đi lên ở cuối câu. Và câu này nếu mà đọc đúng nó sẽ là gì? Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? Does Kevin want to take a trip to Bali, Indonesia? Kevin muốn có một chuyến đi đến Bali, Indonesia. Indonesia à. Rồi, chúng ta chuyển sang câu số 5, câu upshot. Quang đã chụp rất nhiều những cái bức ảnh đẹp. Những cái bức ảnh về cái dạng những cái dạng san hô đẹp ở nước Philippines. Đây cũng là gì? Đây là một câu khẳng định, nó không có dấu chấm hỏi ở cuối. Nên chúng ta lại sử dụng ngữ điệu đi xuống. Quang took many pictures of beautiful coral reefs in the Philippines. Đó. Các em chú ý là ngữ điệu đi xuống với câu the Philippines. Quang took many pictures of beautiful coral reefs in the Philippines. Quang đã chụp rất nhiều bức ảnh về những cái dạng san hô đẹp ở Philippines. Rồi, đó là câu số 5. Bây giờ chúng ta có câu cuối cùng của exercise 2, câu số 6. Nước Brunei đã gia nhập ASEAN với tư cách thành viên số 6 vào năm 1984. Đây là một câu khẳng định thôi, một câu cung cấp thông tin. Nó không hề thể hiện một cái sự nghi ngờ nào cả. Một câu tuyên bố, một câu khẳng định. Do đó chúng ta lại tiếp tục sử dụng ngữ điệu đi xuống ở cuối câu. Brunei joined ASEAN as its sixth member in 1984. Thì xin đọc lại một lần nhé. Brunei joined ASEAN as its sixth member in 1984. Brunei đã gia nhập ASEAN với tư cách thành viên số 6, tức là sixth member, as a sixth member in 1984, vào năm 1984. Đó là kết thúc của exercise 2 và cũng là kết thúc của phần pronunciation. Thầy xin mời các em chuyển sang phần kiến thức số 2 của lesson 2. Đó là phần speaking. Chủ đề của phần speaking này là gì? Đó là ASEAN member states. ASEAN member states là những quốc gia thành viên ASEAN. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài luyện tập để cải thiện khả năng nói của mình. Bài luyện tập số 1. Hãy kết nối mỗi đất nước với những cái thành phố thủ đô và nghe rồi kiểm tra kết quả của bạn. Đó. Người ta cho mình 10 nước nhỉ, 10 nước ASEAN và 10 thủ đô. Bây giờ các em sẽ cùng nhau nối từng nước với cái thủ đô chính xác của nó và sau đó chúng ta sẽ nghe băng ghi âm và kiểm tra xem chúng ta có làm đúng hay không. Bây giờ thầy sẽ giúp các em làm bài này nhé. Nước thứ nhất này, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam tức là tên đầy đủ của nước Brunei ấy. Brunei Darussalam. Thì nước này thủ đô của nó chính là gì? Thủ đô của nó là Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Và đáp án của câu số 1 phải là gì? D. Rồi. Chúng ta chuyển sang đất nước thứ hai nhé. Đất nước Cambodia, tức là nước Campuchia. Với nước này thì thủ đô của nó là gì? Khá là quen thuộc rồi đúng không? Thủ đô của nước Campuchia, một nước láng giềng ở phía nam nước ta. Nó chính là Phnom Penh. Phnom Penh. Đó, Phnom Penh. Rồi. Đó là nước thứ hai. Bây giờ chúng ta có đất nước thứ ba này. Indonesia. Indonesia tức là Indonesia đó. Indonesia. Thì đất nước này thủ đô của nó chính là thành phố Jakarta. Jakarta. J. Đó.
Nước thứ tư, Laos. Nước láng giềng anh em rất thân thiết với Việt Nam, nước Lào. Nước này thì thủ đô chắc là cũng quen thuộc với các em rồi đúng không? Nó chính là gì? Vientiane. Trong tiếng Việt thì là Viên Chăn, nhưng mà đọc tiếng Anh thì là Vientiane. Đó. Đáp án câu số phải là gì? Ai? Bây giờ chúng ta có đất nước thứ năm này. Malaysia. Malaysia đó. Malaysia thì thủ đô của Malaysia là gì? Chính là Kuala Lumpur. A. Thủ đô Kuala Lumpur. Nước thứ sáu, Myanmar. Nước Myanmar. Nước này thì thủ đô của nó, nước này thì khá, có thể là thủ đô của nước này khá là lạ với các em, và thầy sẽ giúp các em trả lời câu này. Đó chính là Naypyidaw. Rồi, chúng ta chỉ còn lại 4 nước thôi. Nước số 7, Philippines, tức là các hòn đảo Philippines ấy, đất nước Philippines. Nước Philippines này thủ đô của nó là gì? Manila City. Đất nước thứ 8, Singapore. Nước Singapore. Đây là một đất nước rất là giàu có nhưng mà cũng rất là nhỏ bé ở Đông Nam Á. Bởi vì nó rất là nhỏ, chỉ có khoảng hơn 700 km vuông thôi. Nên là thủ đô của nó chính là nó luôn. Và do đó thủ đô của Singapore chính là Singapore B. Rồi. Đất nước thứ 9, Thailand, đất nước Thái Lan. Kỳ vùng địch thủ của Việt Nam trong môn bóng đá. Thái Lan. Đất nước này thì thủ đô của nó cũng khá là quen thuộc đúng không? Một điểm đến du lịch rất phổ biến đối với người Việt Nam. Đó là Bangkok, thủ đô Bangkok. Rồi. Và cuối cùng, chỉ còn lại một đất nước, chính là đất nước chúng ta, Việt Nam. Việt Nam thì thủ đô của nó là gì? Hà Nội. Đó. Đây là 10 đất nước Đông Nam Á và 10 thủ đô. Và đây chính là đáp án chuẩn xác của thủ đô của 10 đất nước này. Bây giờ các em hãy cùng nhau nghe cái phần ghi âm của exercise 1 để kiểm tra xem đáp án của các em có đúng không. Xin mời các em nghe. Unit 5. Skills. Speaking. Activity 1. Match each country with its capital city and listen to check your answers. 1. Bandar Seri Begawan is the capital of Brunei Darussalam. 2. The capital of Cambodia is Phnom Penh. 3. The name of Indonesia's capital is Jakarta. 4. Vientiane is the capital of Laos. 5. The capital of Malaysia is Kuala Lumpur. 6. Naypyidaw is the capital of Myanmar. 7. The name of the Philippines' capital is Manila. 8. Singapore is a country as well as a capital city. 9. Bangkok is the capital of Thailand. 10. The capital of Vietnam is Hanoi. Vừa xong thì thầy đã cho các em nghe phần ghi âm của exercise 1 và các em cũng đã kiểm tra được đáp án của mình rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang exercise 2 của phần speaking nhé. Yêu cầu của exercise 2 này như sau. Listen to a brief introduction to an ASEAN member state and complete the text with the correct numbers. Hãy nghe một cái bài giới thiệu ngắn về một quốc gia thành viên ASEAN. ASEAN member state là một quốc gia thành viên của ASEAN.
và hãy hoàn thành cái đoạn văn sau, cái đoạn văn này với những con số chính xác. Thầy xin mời các em nghe cái phần ghi âm của exercise 2 phần speaking. Unit 5. Skills. Speaking. Activity 2. Listen to a brief introduction to an ASEAN member state and complete the text with the correct numbers. Indonesia is a country in Southeast Asia with an area of 1,904,569 square kilometers. It has a population of 237,424,363 people. Rồi, vừa xong thầy đã cho các em nghe phần ghi âm của exercise 2 và các em chắc là cũng đã hình dung ra được mình sẽ phải điền những gì vào ô trống. Vậy chúng ta hãy cùng nhau điền lần lượt vào các ô trống nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đọc cái bài, cái đoạn văn này trước đã. Indonesia is a country in Southeast Asia with an area of 1,904,569 square kilometers. Tức là Indonesia là một đất nước ở Đông Nam Á với một diện tích 1,904,569 km vuông. Đó. It has a population of 200 and nó có một dân số 200 gì đó, đúng không? 200 and gì đó. Và đáp án phải là gì? Đáp án ở ô trống số 1 phải là 237 million. Nó có một dân số là 237 triệu. 400 and chấm chấm chấm. Chúng ta lại phải nhớ đây là gì? And 24,000. 424,000. 300 and chấm chấm chấm. Ô số 3 phải điền gì? 63. Tức là 363 người. Thầy xin nói một cách tổng thể lại nhé. Nó có một dân số là gì? 237 triệu. 424,363 người. Sau khi mà điền vào ba ô trống đầu tiên, chúng ta đã có đáp án được. Và trong cái ô trống cuối cùng ấy, thì chúng ta sẽ phải viết những cái diễn giải về dân số từ chữ thành các con số. Ở đây là gì? 237 million, tức là 237 triệu. Do đó ở cái phần hàng triệu chúng ta sẽ điền số 3 và số 7. Còn ở đây hàng nghìn chúng ta có 424,000, tức là 424,000. Chúng ta sẽ điền 24 ở phần hàng nghìn. Và 363 people, 363 người. Và phần hàng trăm thì chúng ta sẽ hàng trăm, hàng đơn, hàng chục và hàng đơn vị chúng ta lại điền 63. Đó. Đây là tất cả đáp án của exercise 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang exercise 3 và cũng là exercise cuối cùng của phần speaking nhé. Yêu cầu của exercise 3 là gì? Talk about one ASEAN country. Hãy nói về một cái đất nước ASEAN nào đấy. Và với cái yêu cầu này thì mỗi em có thể chọn một đất nước để giới thiệu về nó. Em có thể chọn nước Singapore, nước Thái Lan, rồi nước Malaysia, rồi nước có thể các em chọn Brunei, rồi Việt Nam cũng được, rồi Myanmar. Nhưng mà ở đây thì thầy sẽ cung cấp cho các em một cái câu trả lời ví dụ, câu trả lời mẫu để các em có thể dựa vào đó để tham khảo và chọn một đất nước khác. Xong rồi các em sẽ viết theo cái bài mẫu của thầy. Trong cái bài mẫu của thầy ấy, thì thầy chọn đất nước Thái Lan. Bởi vì thầy đã từng đi du lịch đến Thái Lan và đây là một đất nước mà thầy cảm thấy rất là thú vị. Và đây là bài mẫu của thầy nhé. Thailand is a country in Southeast Asia. Thái Lan là một đất nước ở Đông Nam Á. It has an area of 530,115 square kilometers.
Nó có một diện tích là gì? 513.115 km vuông. Its population is 66,720,153. Dân số của nó là gì? 66,720,153. Dân số của nó là khoảng tầm hơn 66 triệu người. Tiếp. Bangkok is the capital of Thailand. Thủ đô của nước Thái Lan là Bangkok. The currency unit in Thailand is baht. Baht. And the country's official language is Thai. Cái đơn vị tiền tệ của Thái Lan là baht. Baht. Và cái ngôn ngữ chính thức của nước này là tiếng Thái. Đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng của cái phần giới thiệu của thầy nhé. Along with Singapore, Malaysia, the Philippines and Indonesia, Thailand was one of the five founding members of ASEAN. Cùng với Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia, Thái Lan là một trong năm thành viên sáng lập ra cái hiệp hội ASEAN. Đây là cái phần giới thiệu mẫu của thầy nói về đất nước Thái Lan. Các em có thể dựa vào nó để viết về một đất nước khác mà em chọn, có thể là Malaysia, Indonesia, vân vân. Đây cũng là kết thúc của phần speaking. Bây giờ thầy xin mời các em tạm nghỉ trong ít phút. Chào mừng các em quay trở lại với Lesson 2 của Genify. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần kiến thức cuối cùng của Lesson 2. Đó là phần Listening. Chủ đề của phần Listening này là ASEAN Schools Games, tức là cái đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập, làm một số bài luyện tập để tăng cường cái khả năng nghe của mình. Bài luyện tập số 1 này. Match the words from 1 to 6 with the words and phrases from A to F to form compounds or meaningful phrases. Tức là hãy nối những cái từ bắt đầu từ 1 đến 6 với những cái từ hoặc cụm từ từ A cho đến F để tạo thành những cái danh từ ghép, từ compounds, hoặc là những cái cụm từ mà có ý nghĩa. Từ 1 đến 6 chúng ta có những từ như sau. Từ thứ nhất, host. Đây là một danh từ có nghĩa là chủ nhà. Từ số 2 cũng là host, nhưng mà đây là động từ có nghĩa là làm chủ nhà. Từ số 3, sports. Đây là danh từ có nghĩa là thể thao nói chung. Từ thứ 4, finish. Đây là động từ có nghĩa là kết thúc. Từ số 5, go. Tức là động từ, tức là đi đâu đấy. Từ số 6, promote. Đây là một động từ có nghĩa là thúc đẩy hoặc là xúc tiến. Và ở bên cụm từ ấy, hoặc là từ, chúng ta có những từ như sau. A là council, là hội đồng. B, on top of the merit table, ở trên đầu bảng xếp hạng huy chương. C là home empty handed, tức là trên nhà một trắng tay. D là solidarity and mutual understanding, tức là sự đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau. E là the ASEAN School Games, tức là đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Và cuối cùng F là country, đất nước. Ở đây chúng ta có thể thấy từ số 1 này, chủ nhà, thì nó rất hay đi kèm với từ nào? Đất nước chủ nhà. Host country, do đó đáp án số 1 phải là gì? F. Từ số 2, làm chủ nhà, tức là đăng cai. Đăng cai cái nào? Đăng cai thì thường là đăng cai một cái sự kiện, một cái đại hội nào đấy đúng không? Do đó, đăng cai thì nó thường đi vào cái gì? E. Ở đây chỉ có mỗi cái từ này là một cái sự kiện, một cái đại hội nào đấy, đúng không? Host the ASEAN School Games, tức là đăng cai đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Và đáp án số 2 phải là gì? E. Đó. Đến số 3, sports, là thể thao. Thể thao thì nó đi kèm với cái nào? Ở đây nó chỉ có thể đi kèm với cái từ thứ nhất, hội đồng. Sports council là hội đồng thể thao. 3 là A. Số 4, finish. Kết thúc ở đâu? Đúng không? Kết thúc
Thì ở đây chúng ta sẽ thường là kết thúc, khi mà chúng ta nói đến cái chủ đề thể thao lại có kết thúc, thì chúng ta sẽ nói đến một cái bảng xếp hạng nào đấy, đúng không? Và do đó cái từ finish nó đi với đáp án B, on top of the medal table, kết thúc ở ở trên đầu bảng xếp hạng. B. Rồi, đến từ số 5, go. Go này là một động từ. Ở đây chỉ còn có D mấy cả F thì không thể là go country được. Sorry các em, go go D này hoặc là C này, không thể go solidarity and mutual understanding được, mà chỉ có thể là go. Go home empty handed, đi về nhà trắng tay, không đạt được một cái gì cả. Năm phải là C. Và do đó promote, xúc tiến, thúc đẩy, thì có thể là D, solidarity and mutual understanding, thúc đẩy sự đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Mutual là từ hai bên lẫn nhau. Đó, đây là những cái từ kết nối với những cái từ hoặc là những cái cụm từ để tạo thành những cái danh từ ghép hoặc những cái cụm từ có nghĩa. Host country, đất nước chủ nhà. Host the Asian School Games, đăng cai Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. Sports Council, Hội đồng Thể thao. Finish on top of the medal table, kết thúc ở đầu bảng xếp hạng huy chương. Go home empty handed, đi về nhà trắng tay, không đạt được một cái gì. Và cuối cùng, promote solidarity and mutual understanding, xúc tiến, thúc đẩy hòa bình và sự thấu hiểu lẫn nhau. Sorry các em, thúc tiến, thúc đẩy sự đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Rồi, đó là exercise 1 của phần listening. Chúng ta chưa phải nghe gì, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang exercise 2 và chúng ta sẽ cùng nhau nghe một cái bài. Đó, yêu cầu của exercise 2 này như sau. Listen to a sports instructor's talk, nghe một cái bài nói chuyện của một huấn luyện viên thể thao. Sports instructor là huấn luyện viên thể thao. What is he talking about? Ông ấy đang nói về cái gì? Bây giờ các em hãy cùng, và người ta cho mình 4 đáp án này, 4 đáp án để mình có thể trả lời dễ hơn. Đáp án đầu tiên là the rules of the Asian School Games, các cái luật lệ của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. B, the countries that hosted Asian Schools Games, các đất nước đã đăng cai Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. Và C, 5 Asian Schools Games, 5 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á dành cho học sinh. Và đáp án cuối cùng D, records set at the Asian Schools Games, các kỷ lục đã được thiết lập tại các cái kỳ Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. Đó, bây giờ các em hãy cùng nhau nghe cái phần ghi âm của bài này và xem là cái nội dung cái bài nói chuyện của cái ông huấn luyện viên thể thao này nó nói về cái nào trong 4 cái đáp án sau trước này nhá. Xin mời các em nghe. Unit 5. Skills. Listening. Activity 2. Listen to a sports instructor's talk. What is he talking about? Tick the correct box. Hello, everybody. Today, I'd like to talk about one of the ASEAN sports activities. ASG stands for ASEAN Schools Games. This event is organised every year by an ASEAN member state. The organisation that supports the ASG is the ASEAN Schools Sports Council, ASSC. ASSC promotes sports activities for school students in ASEAN member states. The ASG aims to establish and strengthen friendship among ASEAN students. When participating in ASG sports events and cultural exchanges, the ASEAN youth
have a chance to learn more about the culture and history of ASEAN and its member states. They also share information and experience, which promote solidarity and mutual understanding among young people. The first ASG took place in 2009 in Thailand. Thailand finished on top of the medal table with 72 gold medals. Vietnam was second with 18 gold medals. The second ASG was organised in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by Thailand with 32. Singapore hosted the third ASG in 2011. Thailand won the Games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. The fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. Thailand dominated the Games again and won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals. The fifth ASG took place in Vietnam in 2013. The host dominated the Games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. None of the teams went home empty-handed. I have more detailed information about each ASG. Just come and talk to me if you're interested. Rồi, vừa xong thầy đã cho các em nghe cái phần ghi âm của exercise 2. Bây giờ các em hãy xem là đáp án nào nhé. Các em có thể thấy là trong cái bài vừa xong ấy, cái bài nghe vừa xong ấy, ông huấn luyện viên này ông ấy nói qua một chút về cái đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á và ông ấy nói rất kỹ về 5 kỳ đại hội thể thao, xem là trong mỗi kỳ thì ai là người đăng cai, nước nào đăng cai, nước nào đứng thứ nhất đạt được bao nhiêu huy chương, rồi nước nào đứng thứ hai đạt được bao nhiêu huy chương, vân vân. Đó, đó cái nội dung chính của bài nói chuyện của cái ông huấn luyện viên thể thao này nó là gì? 5 kỳ đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Do đó chúng ta sẽ phải chọn đáp án C. 5 Asian Schools Games. Đó. Đây là đáp án của exercise 2 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau làm exercise 3. Exercise 3 yêu cầu chúng ta như sau. Listen again and decide if the statements are true, F or false. F, true là T, còn false là F. Tức là hãy cùng nhau nghe lại cái bài nói chuyện của ông huấn luyện viên thể thao và xác định xem là các cái khẳng định sau, các cái tuyên bố sau là đúng hay sai. Nếu đúng thì chúng ta điền chữ T, còn nếu sai chúng ta điền chữ false, chữ F. Đó. Đây chúng ta hãy cùng nhau xem các khẳng định này nhé. Cái khẳng định số 1 này. ASG. ASG stands for Asian Schools Games. An event that is organized every 2 years in one of the ASEAN member states. ASG viết tắt của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á là một sự kiện mà được tổ chức 2 năm một lần ở một trong các nước đất nước thành viên của ASEAN. Đây các em có thể dựa vào cái câu nói sau của ông huấn luyện viên thì mình sẽ biết được cái khẳng định này là đúng hay sai. Trong cái bài nói chuyện ấy, thì người huấn luyện viên này đã nói câu sau. ASG stands for Asian School Games. This event is organized every year by an ASEAN member state. Ông ấy nói như thế nào? ASG là viết tắt của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á. Sự kiện này được tổ chức hàng năm, every year, bởi một đất nước thành viên của ASEAN. Chúng ta có thể thấy là cái thông tin chính xác là được tổ chức hàng năm. Còn trong cái khẳng định này, nó lại là every 2 years, tức là 2 năm một lần. Do đó cái khẳng định này là gì? Là sai. Chúng ta sẽ phải chọn đáp án gì? F, false. Đó là câu khẳng định số 1 nhé. Khẳng định số 1 đã sai rồi, chúng ta xem khẳng định số 2. The organization that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council, ASSC. Cái tổ chức mà
ủng hộ cái tổ chức mà ủng hộ mà hỗ trợ cho cái đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á này, thì là cái hội đồng thể thao học đường của ASEAN, viết tắt là ASSC. Đó. Bây giờ chúng ta hãy xem là bài nó, trong cái bài nói chuyện thì có cái câu nào mà sẽ giúp chúng ta trả lời câu này nhé. Trong bài nói chuyện ấy, thì cái người huấn luyện viên này đã nói câu sau: The organization that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council, ASSC. Đấy, ông ấy nói chính cái câu này luôn trong bài nói chuyện của ông ấy. Ông ấy nói là gì? Cái tổ chức mà hỗ trợ, mà ủng hộ cho cái đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á chính là cái hội đồng thể thao học đường Đông Nam Á, viết tắt là ASSC. Do đó, cái khẳng định số 2 này nó là chính xác. Và chúng ta sẽ phải chọn đáp án gì? C. Đó. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 3 nhé. Khẳng định số 3 nhé. Khẳng định số 3 là gì? ZISG aims to establish and promote friendship among ASEAN students. Mục đích của ASG, mục đích của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á là thiết lập và thúc đẩy tình bạn giữa các học sinh của các nước Đông Nam Á. Thì dựa vào cái câu nói sau của huấn luyện viên, chúng ta sẽ xem được cái khẳng định này đúng hay sai này. Ông huấn luyện viên ông nói như sau: ZISG aims to establish and strengthen friendship among ASEAN students. Tức là Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á có mục đích là thiết lập và làm sao củng cố tình bạn giữa các học sinh của khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có thể thấy là cái từ củng cố này, strengthen này nó cũng gần nghĩa với cái từ promote, tức là thúc đẩy. Một cái thì là củng cố, một cái thì là thúc đẩy. Đấy. Còn nên là chúng ta có thể thấy là cái câu ông huấn luyện viên nói này nó rất gần nghĩa với cái câu khẳng định số 3. Do đó chúng ta có thể thấy là câu khẳng định số 3 là đúng. Đáp án của nó là gì? True. Mục đích của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á là làm sao? Thiết lập và thúc đẩy cái tình bạn giữa các học sinh khu vực ASEAN. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4, khẳng định số 4 này. ZISG offers the ASEAN world a chance to discuss current issues in the region. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á cho giới trẻ của ASEAN một cơ hội để thảo luận những cái vấn đề hiện tại của khu vực. Câu khẳng định này đúng hay sai? Các em sẽ phải dựa vào câu sau. Huấn luyện viên đã nói thế nào? When participating in ASG sports events and cultural exchanges, the ASEAN world have a chance to learn more about the culture and history of ASEAN and its member states. Tức là khi mà tham gia vào các cái sự kiện thể thao và các cái sự trao đổi văn hóa của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á, thì giới trẻ của ASEAN có một cơ hội để học thêm, tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của ASEAN cũng như là của các đất nước thành viên ASEAN. Các em có thể thấy là ở đây là gì? Cái cơ hội mà cái Đại hội Thể thao này cung cấp cho giới trẻ đó là cơ hội để học, để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của các đất nước thành viên ASEAN, chứ không phải là một cơ hội để thảo luận về các cái vấn đề đang tồn tại trong cái khu vực ASEAN. Cái sự thảo luận về các vấn đề đang tồn tại này thì nó to tát quá, nó dành cho cái mức độ cao hơn. Còn ở lứa tuổi học sinh thì cái Đại hội Thể thao này nó chỉ đem đến cho các bạn cái cơ hội để mà tìm hiểu, để mà học hỏi thêm về văn hóa, về lịch sử của các đất nước trong khu vực ASEAN thôi. Do đó cái khẳng định số 4 sẽ là sai. Đáp án là F. Cái Đại hội Thể thao này nó không phải là cái nơi để các bạn học sinh trẻ tuổi của ASEAN thảo luận về các vấn đề của khu vực. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5 nhé. Cũng là câu cuối cùng của exercise 2. Câu số 5 yêu cầu chúng ta là sẽ xác định xem cái khẳng định này đúng hay sai này.
Some of the teams went home empty-handed. Một vài trong số các cái đội tuyển thì đi về nhà trắng tay, không giành được cái gì. Chúng ta xem là đúng hay sai nào. Thì ông huấn luyện viên ông ấy nói như này: None of the teams went home empty-handed. Không ai trong số các cái đội tuyển thì đã đi về nhà mà không giành được gì cả. Tức là ít nhất họ cũng giành được một cái gì đó, có thể bằng khen hay là huy chương đồng hay gì gì đấy. Nhưng mà dù là không giành được huy chương vàng thì họ cũng giành được một cái thứ gì đó để mang về nhà. Không ai, không một đội tuyển nào đi về nhà mà trắng tay cả. Do đó cái khẳng định là gì? Một vài đội tuyển thì đi về nhà trắng tay là sai. Đáp án của câu số 5 phải là gì? False. F. Rồi, đó là kết thúc của exercise 2. Chúng ta sẽ chuyển sang exercise 3 của phần listening. Rồi, với exercise này thì đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Listen again and complete the following ASG merit table. Hãy nghe lại cái bài nói chuyện của huấn luyện viên và hoàn thành cái bảng huy chương của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á sau. Cái bảng này thì nó khá là dài nên thầy sẽ tách thành từng phần để các em có thể tiện theo dõi. Cái dòng số 1 của cái bảng này nhé. Dòng số 1 này: 2009 ASG 1 host country Thailand first đóng mở ngoặc gold medals Thailand 72 second gold medals đóng mở ngoặc. Ở đây chấm chấm chấm, tức là chúng ta sẽ phải điền vào ô trống này. Tức là câu 1 là gì? Năm 2009, Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ nhất, đất nước chủ nhà, host country, đất nước chủ nhà là Thái Lan, vị trí số 1 trong ngoặc là huy chương vàng. Và vị trí số 1 là gì? Thái Lan với 72 huy chương vàng. Vị trí số 2 kèm theo huy chương vàng thì đây là ô trống, chúng ta chưa biết. Đây chúng ta sẽ xem vị trí số 2 là gì nhá. Rồi, thì các em có thể thấy là trong cái bài nói chuyện thì huấn luyện viên đã nói câu này: The first ASG took place in 2009 in Thailand. Thailand finished on top of the medal table with 72 gold medals. Vietnam was second with 18 gold medals. Tức là đại hội thể thao lần thứ nhất thì đã được tổ chức vào năm 2009 ở Thái Lan. Thái Lan thì đã kết thúc ở trên đầu của bảng xếp hạng huy chương với 72 huy chương vàng. Còn Việt Nam đã là đội tuyển đứng số 2 với 18 huy chương vàng. Do đó chúng ta sẽ phải điền gì vào ô trống? Việt Nam và Etin trong ngoặc. Đó. Đây là chúng ta vừa hoàn thành cái dòng thứ nhất của cái bảng xếp hạng huy chương này nhé. Chúng ta chuyển sang cái dòng số 2. Dòng số 2 này thì chúng ta lại có những cái thông tin tương tự này. 2010 ASG 2, tức là Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 2 tổ chức vào năm 2010. Và nước chủ nhà là Malaysia. Malaysia. Rồi, đứng thứ nhất kèm theo huy chương vàng. Ở đây thông tin này được bỏ trống và chúng ta sẽ phải điền nó vào. Còn đứng thứ hai kèm theo huy chương vàng là Thailand với 32, tức là nước Thái Lan kèm theo 32 huy chương vàng. Rồi chúng ta xem là trong bài nói chuyện thì ông này, ông huấn luyện viên này, ông ấy nói như thế nào về cái Đại hội Thể thao Học sinh lần thứ hai nhé. Ông ấy đã nói như sau: The second ASG was organized in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by Thailand with 32. Tức là Đại hội Thể thao lần thứ 2 thì đã được tổ chức vào năm 2010 tại Malaysia. Malaysia là đội đứng thứ nhất với 45 huy chương vàng. Còn đi theo sát với Thái Lan với 32 huy chương vàng. Do đó đội đứng thứ 2 là Thái Lan với 32 huy chương vàng. Còn đội đứng thứ nhất là nước chủ nhà Malaysia với 45 huy chương vàng. Và chúng ta sẽ phải điền gì vào ô trống? Cũng là Malaysia và 45 in brackets, 45 ở trong ngoặc. Đáp án của cái câu số 2. Giờ bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3. Câu số 3 này thì thông tin như sau: 2011, năm 2011, Đại hội Thể thao
học sinh Đông Nam Á lần thứ 3. Nước chủ nhà là gì? Singapore. Nước Singapore đứng thứ nhất, kèm theo huy chương vàng là Thái Lan với 29 huy chương vàng. Còn đứng thứ hai, second, kèm theo huy chương vàng thì đã bị bỏ trống và chúng ta sẽ phải hoàn thiện. Thì dựa vào cái thông tin sau trong bài nói chuyện, chúng ta sẽ biết được là phải điền gì vào nhé. Singapore hosted the third ASG in 2011. Thailand won the games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. Tức là đại hội thể thao lần thứ 3 được tổ chức vào năm 2011. Thái Lan thì đã chiến thắng trong cái đại hội này với 29 huy chương vàng. Còn Singapore thì đã đứng thứ 2 với 26. À, do đó chúng ta sẽ phải điền gì vào ô trống này? Singapore with 26 in brackets, tức là Singapore với 26 ở trong ngoặc. Nó biểu hiện rằng Singapore đứng thứ 2 kèm theo 26 huy chương vàng. Rồi, chúng ta lại chuyển sang cái thông tin thứ tư nhé. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 4. Với lần thứ 4 thì chúng ta có các thông tin gì? 2012, năm 2012. Đất nước chủ nhà là Indonesia. Tức là Indonesia đó. Vị trí thứ nhất kèm theo huy chương là Thailand và 38. Tức là nước Thái Lan đã đạt được 38 huy chương vàng, xếp ở vị trí thứ nhất. Còn xếp ở vị trí thứ hai kèm theo huy chương vàng là bị bỏ trống. Bây giờ chúng ta sẽ xem phải điền gì vào nhé. Với đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 4, chúng ta đã có cái thông tin sau trong bài. Trong bài nghe, the fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. Thailand dominated the games again and won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 4 được tổ chức vào năm 2012 ở Indonesia. Thái Lan thì đã thống trị cái đại hội này một lần nữa. Lại thống trị tiếp cái đại hội này và đã giành 38 huy chương vàng và đứng số 1. Đấy, còn Indonesia thì đã đứng số 2 với 33 huy chương vàng. Do đó ở đây chúng ta sẽ phải điền gì? Indonesia with 33 in brackets, tức là Indonesia với số 33 ở trong ngoặc. Nó biểu thị rằng Indonesia đã đứng số 2 với 33 huy chương vàng. Vừa xong là câu số 4, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu số 5. Cũng là cái câu cuối cùng của cái exercise 4 phần listening. Với câu số 5 này thì chúng ta có các cái thông tin sau này. ASG 5, tức là Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 5. Tổ chức vào năm gì? 2013. Năm 2013. Và nước chủ nhà, host country là Việt Nam. Đội đứng thứ nhất kèm theo huy chương đã được bỏ trống. Đội đứng thứ hai kèm theo huy chương vàng là Malaysia with 25, với 25 huy chương vàng. Bây giờ chúng ta sẽ xem là phải điền gì vào cái ô trống này, tức là đội đứng thứ nhất được bao nhiêu huy chương vàng. Thì dựa vào cái thông tin sau trong bài nói chuyện của huấn luyện viên, chúng ta sẽ có đáp án. Ông huấn luyện viên ông đã nói như sau này. The fifth ASG took place in Vietnam in 2013. The host dominated the games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 đã được diễn ra ở Việt Nam vào năm 2013. Nước chủ nhà thì đã nước chủ nhà thì đã thống trị cái kỳ đại hội này và kết thúc ở trên đầu bảng xếp hạng với 50 huy chương vàng. Malaysia thì đã đứng thứ hai với 25 huy chương vàng. Từ đây thì chúng ta có thể thấy là đội đứng thứ nhất là Việt Nam và có 50 huy chương vàng, và chúng ta sẽ phải điền gì vào ở đây? Sẽ phải điền Việt Nam with 50 in brackets, tức là chữ Việt Nam và kèm theo cái số 50 ở trong ngoặc đơn. Đó. Nó cho thấy Việt Nam thì là đã đứng thứ nhất kèm theo 50 huy chương vàng tại cái kỳ Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 5.
Đây cũng là phần kiến thức cuối cùng của phần listening. Bây giờ thì trước khi mà kết thúc cái bài giảng số 2 này, thì thầy muốn nói qua về cái nội dung kiến thức mà chúng ta sẽ học trong bài giảng tiếp theo. Trong lesson 3 của Gen 5, chúng ta sẽ học cái kiến thức là đầu tiên chúng ta sẽ học về grammar, là ngữ pháp. Trong phần ngữ pháp thì chúng ta có gerunds, tức là những cái danh động từ, rồi state verbs in continuous form, những cái động từ chỉ trạng thái ở cái thể tiếp diễn. Tiếp đến là chúng ta có một số cái bài luyện tập để củng cố các cái kiến thức ngữ pháp chúng ta vừa học. Sau cái phần ngữ pháp thì chúng ta có cái phần writing, tức là phần viết. Trong phần này thì thầy sẽ hướng dẫn các em viết một cái tờ giới thiệu ngắn, giới thiệu về một đất nước thành viên của ASEAN. Đó, đây là tất cả những cái kiến thức mà chúng ta sẽ học trong lesson 3. This is the end of lesson 2, Unit 5. Thank you for watching. Goodbye for now and see you in the next lesson. Đây là kết thúc của bài giảng số 2, Unit 5. Cảm ơn tất cả các em vì đã theo dõi. Bây giờ xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.